Để mình nói cho các bạn nghe tại sao bà Hằng biết được số tiền trong tài khoản của những nghệ sĩ. Thứ nhất, bạn thân của mình làm việc Vietcombank luôn nè, nó nói với mình á, bạn chỉ cần đưa 10 triệu cho những cái đứa giao dịch viên thôi là tụi nó sẽ đưa cho bạn thông tin tài khoản nào bạn muốn. Nói về bảo mật này bảo mật kia quên đi, lương của mấy bạn đó có 6 triệu rưỡi 7 triệu thôi, đưa 10 triệu cái là nó cho hết. Thứ hai, có một lần mình đi với khách hàng đi rút tiền để giao dịch bất động sản, khách hàng của mình rút chỉ có 9 tỷ mấy thôi, vậy mà được mời thẳng vô phòng VIP và có đại diện của chi nhánh vô ngồi nói chuyện, mời trà mời nước. Thì thử nghĩ coi, những cái doanh nghiệp ngàn tỷ, những cái khách hàng như bà Hằng á thì chơi với ai? Chơi lên đến thống đốc, chơi lên tới những cái người sáng lập ngân hàng luôn. Thì cái chuyện mà bà Hằng biết được những cái thông tin đó là cực kỳ dễ hiểu. Và bạn nên nhớ là ngân hàng không có cái nghĩa vụ điều tra và vạch trần tội phạm, đó là chuyện của công an. Những cái người mà thuộc đẳng cấp như bà Hằng á, muốn biết bạn đẻ mấy giờ, đẻ đâu, gia phả nhà bạn gồm có ai, búng tay cái là biết liền. Những cái người mà không biết gì như chúng ta thì cũng nên im lặng và ngồi theo dõi thôi, đừng có đi bình luận bậy bạ, tấn công công kích người này người kia. Mình bản thân mình biết con mẹ gì mà nói. Chừng nào mà công an điều tra xong đưa ra quyết định cuối cùng đi thì lúc đó muốn nói gì thì nói. Còn bây giờ nếu bạn không phải là công an, bạn không phải là ngân hàng thì bạn nên im cái miệng lại. Đó là lời khuyên chân thành.